Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc điện thoại đến từ người hàng xóm Trung Quốc. Điện thoại hiệu Châu Vàng, duy nhất, chưa đâu có luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ unbox chiếc điện thoại này để cho mọi người xem là em nó sẽ trông như thế nào nhé. Thì đây, khi mà mở ra thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Con Châu Vàng đâu? Sao lại là táo cắn dở thế này? Ai? Ai đã nhét táo vào đây? Đùa chút thôi, đây là một em máy mà khá quen thuộc với mọi người rồi, iPhone 12 Pro Max. Xem đến đây thì chắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà em nó lại được để trong chiếc hộp có con Châu Vàng sừng đen thế này. Thì mình sẽ giải thích một chút. Đợt này thì chị mình có đổi máy, đương nhiên thì trọng trách chọn máy thì sẽ được giao cho mình. Target là trong tầm giá 20 triệu, quay phim và chụp ảnh đẹp và một vài tác vụ đơn giản khác. Tuy nhiên thì chị mình muốn là có một chiếc máy mà có thể dùng ổn trong đến 2 đến 3 năm tới và cũng không giảm giá quá nhiều. Thì ngay lập tức mình nghĩ đến iPhone 12 Pro Max. Ra cửa hàng mua thì tự nhiên mình lại vớ được em điện thoại này. Lúc đầu khi mà bạn bán hàng mang ra thì mình kiểu, ủa, mang con Châu Vàng ra đây làm gì? Thì được bạn nhân viên ở đây giới thiệu là đây là hàng mới ở bên cửa hàng. Hộp thì là do bên thứ ba đóng gói và phân phối lại. Máy thì được thiết kế dành riêng cho thị trường Hồng Kông, hai sinh vật lý. Phần camera thì sẽ được bao bọc. Bên trong thì máy vẫn là nguyên zin nguyên bản. Còn nguyên cả tấm dán màn hình như là full box thế này cơ mà. Giá của M12 Pro Max này hàng line new thì mình thấy là đang có mức giá khá là hợp lý. Có 22 triệu thôi cho bạn 99%. Không những thế thì mình sẽ có một chiếc màn hình to hơn là 6,7 inch. Em nó thì chỉ thua dòng 13 Pro và 13 Pro Max là em nó sẽ có tần số quét màn hình 60Hz thay vì là 120Hz. Nhưng mà cũng may là chị mình chưa dùng màn 120Hz bao giờ cả nên là lựa chọn thì cũng dễ dàng hơn. Mình nghĩ là với mức giá này thì em nó thực sự là ngon luôn đấy. À, còn một điều thú vị nữa là máy thì chưa hề active các bạn nhé. Nghe ảo phải không? Các bạn đã bao giờ mà đi mua máy cũ mà được một chiếc máy mà chưa hề active chưa? Chưa active thì đã ngon rồi nhé. Về hình thức thì sao? Thì về hình thức của em này thì mình thấy phải gọi là hoàn hảo. Nó thực sự rất là mới. Nó mới như tình duyên của các bạn ế lâu năm vậy. Không một vết xước. Bọc màn thì còn có luôn cơ mà. Phần camera thì còn được bọc nên là tránh được xước sát. Thế nên là mọi người thì sẽ không phải lo lắng gì về hình thức của em nó cả. Các bạn thì cũng có thể yêu cầu cửa hàng là mở máy để cho các bạn kiểm tra phụ kiện bên trong. Máy thì nguyên zin hoàn toàn. Vỏ, màn, pin thì đều 100%. Nghe phê nhỉ? Có khác gì là mua máy mới đâu. Chỉ khác là không có cáp sạc. Nên là các bạn sẽ phải mua cáp sạc ở bên ngoài. Sẽ mất thêm tầm khoảng 500 gì đó. Máy này thì sẽ chỉ có một option duy nhất là 128GB màu gold. Nên là mọi người thì sẽ không có nhiều lựa chọn. Để mà các bạn có thể sở hữu chiếc máy này, bản VNA full box thì giá của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 26 đến 27 triệu. Giá còn cao hơn chiếc 13 Pro và gần bằng chiếc 13 Pro Max. Hiện tại như mình đã nói trước đây thì dòng 12 Pro Max này thì đã bị khai tử rồi. Cho nên là nếu mà bây giờ các bạn có mua thì cũng chỉ là mua hàng tồn của các bên thôi. Tầm giá 26-27 triệu. Và như thế thì các bạn có thể chọn mua 13 Pro hoặc là Pro Max với màn hình 120Hz sẽ ngon hơn. Mình thì cũng phải lưu ý cho mọi người một chút là thật ra thì đây chỉ là máy hàng xách tay thôi. Nên là dù có chưa active thì máy cũng sẽ không được bảo hành chính hãng đâu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy nó vẫn ngon mà. Chưa active thì có nghĩa là máy chưa từng bị đụng chạm, chưa từng có ai sử dụng. Bảo hành thì xác định là mua máy cũ nên là muốn mà có chế độ bảo hành tốt thì phải mua ở cửa hàng thôi. Mình thấy là bây giờ cũng có rất nhiều bên có chế độ bảo hành tốt đi kèm với lại nhiều ưu đãi và thái độ phục vụ thì cũng tốt hơn là thái độ phục vụ ở bên hãng rất nhiều. Nếu mà các bạn đã từng dùng bản VNA và đã từng đi bảo hành chính hãng ở các trung tâm bảo hành của Apple rồi thì chắc là ít nhiều các bạn sẽ cảm thấy khó chịu với thái độ phục vụ ở đây. Mình cũng đã từng bị rồi. Các bạn đã nghe đến cái vụ là máy bị dè loa đem đi bảo hành thì bị bắt thay cả màn hình, mà phí thay màn hình nhá là mình phải tự trả nhá, không free đâu. Lý do mà họ đưa ra ở đây là khi mà thay thế cả bộ như thế thì khi mà sửa xong thì máy sẽ báo ở phần cài đặt là đã từng thay thế. Nó thì thực sự rất là củ chuối luôn. Đó, tổng kết qua về em máy này thì cũng không có gì nhiều. Máy 99 nhưng lại mới 100%, chưa active, zin từ đầu đến chân, pin 100%, 2 sim 2 sóng, giá ngon. Trong thời kỳ mà iPhone 14 đang chuẩn bị ra mắt thì mình thấy là mua em này vẫn đang khá là hợp lý. Vì là theo mình biết thì iPhone 14 thì sẽ không có thay đổi gì nhiều. Ngoài là tai thỏ được chuyển thành hình viên thuốc, còn mọi thứ khác thì vẫn vậy. Giá mà để đợi đến mức bình ổn thì chắc cũng phải sang đến đầu năm sau. Còn nếu mà đến lúc đó mà bạn vẫn muốn đổi máy thì các bạn có thể bán chiếc máy này đi. Mình nghĩ là nó cũng sẽ chỉ mất giá từ 2 đến 3 triệu thôi. Một mức giá mà mình thấy là khá là thỏa đáng. Chắc là cũng không còn gì để nói nữa đâu. Mọi người có ý kiến gì có thể comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.